Dạ, em chào quý cô bác anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước ha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình một mảnh vườn tiêu ha cả nhà mình. Mảnh vườn tiêu này em muốn giới thiệu với cả nhà mình á, thì mặt tiền là gồm 40 mét nhé cả nhà, và chiều sâu là 73 mét cả nhà. Tổng diện tích của mảnh vườn tiêu em muốn giới thiệu với cả nhà mình là 3.000 mét vuông ha. Và cái mảnh vườn em muốn giới thiệu với cả nhà mình á thì nằm tại ấp Điện Ảnh, Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước. Và cái mảnh vườn em giới thiệu cho cả nhà mình á thì cách đường DT759B á cả nhà mình là 2,4 km ha. Còn cách trung tâm trường học, trạm y tế của xã Phước Thiện mình á là 3 km nhé cả nhà. Và cái mảnh vườn cao tiêu em muốn giới thiệu với cả nhà mình á là mặt tiền đường nhựa ha. Thì trước tiên em xin phép giới thiệu về con đường cho cả nhà mình tham khảo, và tí nữa em sẽ vào trong mảnh vườn quay chi tiết cho cả nhà mình xem ha. Dạ đây bây giờ đấy là em đang đứng ngay cái ngã ba này cả nhà mình. Cái ngã ba này theo hướng tay của em chỉ á, từ đây chạy đường DT759B, đồng thời là trung tâm trường học, trường trạm của xã Phước Thiện đó cả nhà mình, là rơi vào 2,4 km ha. Là như ban đầu em giới thiệu đấy ạ. Còn con đường này đồng thời cùng với khu dân cư và đường điện ba pha trên đầu mình là sẽ đi tới cái mảnh vườn tiêu em muốn giới thiệu với cả nhà mình. Còn cái đường này là đường thông tứ hướng ha cả nhà mình ha. Đường này có thể đi ra đường thôn 6 được. Gọi là đường này giống như bàn cờ cả nhà mình, là có thể đi từ xã này sang xã khác, gọi là đường liên thôn liên xã cả nhà mình ha. Và cái mảnh vườn em muốn giới thiệu với cả nhà mình là hướng đông nha cả nhà, với giá bán là chỉ có 600 triệu ha. Dạ thì bây giờ cả nhà cùng theo chân em đi vào cái mảnh vườn, em sẽ quay đầu đuôi và giới thiệu về cái mảnh vườn cho cả nhà mình xem ha. Dạ thì em cũng đã tới cái mảnh đất mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình ha. Thì ngay như cái ngã ba mà lúc em giới thiệu với cả nhà mình á, chạy vào tới cái miếng đất mà em giới thiệu cho cả nhà mình là rơi vào từ cái ngã ba nó chạy lên đây là với bán kính là vào cỡ 300 mét cả nhà mình ha.
Và bây giờ cái mặt tiền đường nhựa của cái mảnh vườn tiêu em muốn giới thiệu với cả nhà mình nhé, là mặt tiền đường nhựa này ha cả nhà mình ha. Mặt tiền đường nhựa này là 6m và tim hành lang lộ giới là 9m kể từ tim tính vào nhé cả nhà mình. Và đây là cái ranh giới đầu tiên của cái mảnh đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình, là có nghĩa là cái mặt tiền là được 40m mặt tiền chảy 40m mặt tiền nhựa chảy dài cả nhà mình ha. Và chiều sâu này thì là được 73m nhé cả nhà, với tổng diện tích là 3.000m² ha. Và giá bán của cái mảnh vườn này là 600 triệu nhé cả nhà. Thì mọi thông tin chi tiết cả nhà mình xin liên hệ với em qua số điện thoại là 0329393717. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em ha. Mọi người mà thắc mắc hay là cần phúc đáp hay là về sổ sách giá cả gì thì có thể kết bạn với em để mình trao đổi từ giá cả đến sổ sách luôn nhé cả nhà mình. Còn bây giờ em sẽ đi dọc cái mặt tiền nhựa này cho cả nhà mình tham khảo và xem cái ranh giới thứ hai luôn ha cả nhà mình ha. Và trên cái chỗ ba sào mà em quay giới thiệu cho cả nhà mình á thì toàn bộ là trồng bằng tiêu hết nhé cả nhà mình. Đó. Ở trong cái mảnh vườn này thì sẽ còn có một căn nhà nữa, có giếng nước đầy đủ hết rồi ha. Thì em quay cái mặt tiền này cho cả nhà mình tham khảo. Tí nữa em sẽ vào trong em quay căn nhà và cái giếng cho cả nhà mình xem ha. Cái mảnh vườn em giới thiệu với cả nhà mình nhé, là hướng đông bắc nhé cả nhà mình. Dạ đây, đây là em đã tới cái ranh giới thứ hai này cả nhà. Dạ đây là từ cái hàng rào lưới B40 giữa nhà hàng xóm và cái mảnh vườn em muốn giới thiệu với cả nhà mình nhé, là được vây bằng lưới B40 hết rồi ha cả nhà mình ha. Đặc biệt mà cái vườn em muốn giới thiệu với cả nhà mình ấy, là có ưu điểm là được rào lưới xung quanh hết rồi. Nói chung là được ranh giới là rõ ràng và ổn định hết ha cả nhà mình ha. Cái mảnh vườn tiêu mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình là nằm tại ấp Điện Ảnh, Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước, với giá bán là 600 triệu ha cả nhà mình ha. Nếu mà tính từ thành phố mà chạy lên trên cái mảnh vườn em giới thiệu với cả nhà mình á, thì mình có thể bằng chạy bằng hai con đường ha. Mình có thể chạy ra cổng xanh thì mình sẽ chạy lên tới Bình Long, Bình Long từ Đồng Xoài ấy cả nhà mình, từ Đồng Xoài mình chạy lên Phước Bình, Phước Bình xong mình chạy đến Bù Gia Mập, Bù Gia Mập rồi tới Bù Đốp Thanh Hòa mình, hoặc là mình chạy từ cổng xanh lên tới Hớn Quản, Trơn Thành, Tân Tiến các thứ rồi cũng tới đến được Bù Đốp Bình Phước của em ha. Thì cái km nó rơi vào khoảng 180 km cả nhà. Còn từ Bình Dương chạy lên thì rơi vào khoảng 120 km. Từ Bến Cát, Trân Thành, Bình Long thì chạy theo quốc lộ 13 là tới miếng đất của em giới thiệu ha. Và cái miếng đất của em mà từ ủy ban xã các thứ mà chạy vào tới đây á, chỉ rơi vào bán kính là 3 km thôi nhé cả nhà. Và ở đây là khu dân cư đông đúc tấp nập này, có đường điện ba pha ngay trên đầu mình luôn nhé cả nhà mình. Bây giờ cả nhà cùng đi vào trong vườn để em có thể quay sơ lược về cái căn nhà gỗ và về phía đường phía sau của cái mảnh vườn này cho cả nhà mình tham khảo nha. Dạ, bây giờ là em đang đi vào trong cái mảnh vườn tiêu để em giới thiệu cho cả nhà mình xem ha. Đây là cái con đường đi vào cái ngôi nhà của mình ở dưới này. Thì em sẽ đi vào trong cái ngôi nhà và em đi vào trong nhà cho cả nhà mình tham khảo cái mảnh vườn trước đi ha. Ở đây là có giếng khoan nhé cả nhà mình nhé. Tiêu là 10 nọc như một luôn. Đây cả nhà mình, đây là cái căn nhà ở trong dãy của mình ha. Đó, một căn nhà gỗ này cả nhà. Nói chung là cũng được xây kiên cố hết rồi ha, để mình có thể sinh hoạt và nói chung là ở đây là vô tư này cả nhà mình. Còn ranh giới là cũng như ban đầu em giới thiệu á, là xung quanh được rào bằng lưới B40 hết rồi cả nhà mình. Đất đây là đất đỏ này cả nhà mình, cực kỳ đẹp luôn. Đây là em đang đi xuống đuôi vườn cho cả nhà mình tham khảo nha. Dạ đây, phía sau đuôi vườn của mình thì sẽ có một cái hồ múc lớn đấy cả nhà mình này. Và ở trên đây
Rồi em đang đi lên cái vườn tiêu để quay lên trên hướng cái mặt đường cho cả nhà mình xem ha. Đằng sau của cái ngôi nhà này thì có vẫn có sinh hoạt như một căn nhà bình thường nhé cả nhà mình. Có đồng hồ điện các thứ luôn. Đó. Còn giáp với cái ranh giới bên bên đây của nhà mình cũng có lưới rào B40 hết luôn này cả nhà. Đó, giáp với cái hông nhà kế bên đang trồng cỏ cả nhà mình cũng có là lưới hết ha. Đó. Được cái là chủ vườn là rất là làm sạch sẽ hết luôn cả nhà mình. Tiêu năm nay thì cũng có cực kỳ nhiều trái này. Tại vì nó màu xanh nhá. Cả nhà mình khó quan sát cho em đưa lại gần cả nhà mình thấy không ạ? Nhiều trái lắm á. Dạ thì em cũng xin phép là đi vào trong ngôi vườn, em quay đầu đuôi cho cả nhà mình tham khảo vậy ha. Thì cũng như ban đầu em giới thiệu cái mảnh vườn tiêu em muốn giới thiệu với cả nhà mình là ở ấp Điện Ảnh, Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước nha cả nhà. Tổng diện tích của miếng đất là 40 x 73 là bằng 3.000 ha cả nhà mình. Mình hay gọi là 3 xào cả nhà hay còn gọi là 3 công á. Thì với cái giá là 600 triệu ha. Thì mọi thông tin chi tiết cả nhà mình xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em ha. Cả nhà có thể kết bạn và để mình trao đổi thông tin về sổ sách các thứ luôn. Em cũng mong quý cô bác anh chị ủng hộ và đóng góp cho cái kênh của em được phát triển nhiều hơn ha. Cho em cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em trong thời gian qua. Em xin phép tạm dừng video tại đây nha.